Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người tiêu dùng đang rơi vào mê hồn trận của những thứ được phong danh là mỹ phẩm. Các nhà quản lý, các chuyên gia cũng như các doanh nghiệp đã đưa ra rất nhiều những quan điểm, ý kiến để góp phần ngăn ngừa cũng như phòng chống vấn nạn mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Hiện nay, hành lang pháp lý đã và đang tạo điều kiện thông thoáng trong việc cấp phép hoạt động cho các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm. Phát biểu tại buổi tọa đàm thị trường mỹ phẩm, tăng cường công tác quản lý và giải pháp từ doanh nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lợi, trưởng phòng mỹ phẩm Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết. Đối với mỹ phẩm, xuất phát là từ tiền kiểm sang hậu kiểm nên là khi đấy thì cái cơ chế nó thay đổi toàn bộ. Báo cáo với anh chị là đây là một cái cơ chế mà tạo thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp trong cái việc tiếp cận và đưa các sản phẩm sớm nhất ra thị trường để giảm thiểu tối đa những cái không thuận lợi của doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp chỉ cần tiến hành công bố với cơ quan quản lý nhà nước rằng tôi đã đưa cái sản phẩm mỹ phẩm của tôi ra thị trường và trong vòng 3 ngày làm việc cơ quan quản lý chỉ ghi nhận cái nội dung là doanh nghiệp đã công bố và doanh nghiệp cam kết là tuân thủ đầy đủ các cái phụ lục, ví dụ như danh mục các cái chất cấm dùng trong mỹ phẩm, danh mục các chất hạn chế hoặc là danh mục các cái chất mà dùng có giới hạn về nồng độ hàm lượng, hay là danh mục các cái chất bảo quản được phép sử dụng, hay là danh mục các cái chất màu được phép sử dụng, vân vân, tức là có 7 cái phụ lục. Và bên cạnh đấy doanh nghiệp cũng phải cam kết là triển khai theo các cái nguyên tắc tiêu chuẩn về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của ASEAN, tức là tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều thống nhất về hình thức quản lý như thế. Bàn về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh cho rằng công tác hậu kiểm hiện giờ còn đang có rất nhiều lỗ hổng, không những tạo kẽ hở cho hàng giả, hàng nhái trà trộn mà còn có thể gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp. Kể từ khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm thì rõ ràng có một thực trạng mà kể cả anh Lợi hay Ngồi ngồi đây thì mong các anh cũng thông cảm. Các anh đề nghị nói thẳng với tôi chưa nói thẳng là các anh chưa kịp bắt nhịp và chưa làm đúng, làm đủ theo cái đúng cái gọi là hậu kiểm của mình. Nếu như anh thực sự anh làm hậu kiểm cực tốt thì bản thân những doanh nghiệp khi làm bản tự công bố cũng sẽ run tay, không dám kê vóng lên, không dám kê liều lên để cho lóa mắt người tiêu dùng. Và rồi đi thực tế thì nếu như các anh mà nhận những bản công bố như vậy, tự công bố của mỹ phẩm, các anh nhìn vào thành phần các chất chính thì thực ra các anh sẽ có kinh nghiệm ngay là gì, với loại hàng này thì nó thường là sẽ bị giả chỗ nào, thiếu chất ở chỗ nào, không đảm bảo chất lượng ở chỗ nào. Và ngay sau khi nhận được cái bản đề tự công bố đấy thì đã có bao nhiêu phần tỷ lệ phần trăm mà bên phía cơ quan quản lý đã đi xuống lấy mẫu để kiểm tra xác định. Và việc lấy mẫu kiểm tra phải nói giống như cái bác của bên chỗ Hà Lam, Hoa Lam, nhưng mà trước mỗi lần đi lấy mẫu lại thông báo dình ra gửi trước cả tháng, thế thì người ta sẽ chuẩn bị cho đầy đủ hết. Thế thì vậy thì cái tính chất hậu kiểm lúc này cũng không khác gì một cái câu chuyện hành giả chính. Tham gia buổi tọa đàm, ông Dennis Choi, Giám đốc Marketing Thế giới Mỹ phẩm K-Beauty tại Hàn Quốc cho biết, để xuất khẩu mỹ phẩm từ Hàn Quốc qua Việt Nam phải trải qua nhiều quy trình nghiêm ngặt. Thế là về cái việc nhập khẩu mỹ phẩm của Việt Nam thì chúng tôi phải thông qua đại sứ quán. Thì khi mà nhận được cái chứng nhận của đại sứ quán thì chúng tôi mới có thể bán được mỹ phẩm Việt Nam, và chúng tôi phải thông qua các cái cơ quan của Việt Nam nữa. Và sau khi nhận được một cái chứng nhận của đại sứ quán của Việt Nam thì chúng tôi chuyển sang Việt và thông qua các cơ quan Việt Nam, sau khi được đóng dấu chứng nhận có thể bán hàng ở Việt Nam, chúng tôi có thể bán hàng ở đây. Hiện nay, vấn nạn mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái không chỉ là từ lỗ hổng trong công tác hậu kiểm mà còn đến từ chính tâm lý của người tiêu dùng và các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm. Các vấn đề này sẽ được diễn đàn doanh nghiệp thông tin trong các bản tin tiếp theo.